Xin chào khán giả đang theo dõi kênh YouTube Báo Bóng Đá. Đây là hình ảnh về buổi tập làm quan sát hiện trường của tuyển Việt Nam một ngày trước trận đấu giao hữu cũng tại nơi đây với đội bóng Ấn Độ. Tin mừng cho các cổ động viên Việt Nam là toàn bộ các cầu thủ trong đợt tập trung lần này trước mắt là tính đến thời điểm hiện tại đều đang có thể trạng khỏe mạnh, và theo những quan sát của các phóng viên thì không có một trường hợp nào phải tập riêng hay là có dấu hiệu bị đau. Đây là một điều có thể rất vui, bởi vì dù đây là một trận đấu giao hữu nhưng nó cũng là một trận đấu trong hệ thống tính điểm của FIFA, và chúng ta được biết là ở trận đấu vừa qua khi mà tuyển Việt Nam không có được kết quả tốt thì chúng ta đã bị trừ khá nhiều điểm, và điều này khiến cho tuyển Việt Nam liên tục bị hạ bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Và trước đối thủ như Ấn Độ thì mặc dù Ấn Độ về lý thuyết là họ bị đánh giá thấp của chúng ta, tuy nhiên thì nếu như có được lực lượng tốt nhất thì huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể thoải mái với các phương án nhân sự cho cuộc đối đầu này. Lần gần nhất mà tuyển Việt Nam có trận giao hữu tại Thiên Trường, nếu mình nhớ nhầm là cũng vào tầm giữa năm thì phải, tầm tháng 9. Khi đó thì đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Syria với tỷ số là 1-0. Nếu như là mình có nhớ không đúng thì các bạn thông cảm nhé, nhưng chắc chắn là đó là một chiến thắng rồi. Và người ghi bàn hôm đó là Tuấn Hải thì phải. Tuấn Hải thì trong đợt lần này thì không được triệu tập vì gặp chấn thương. Đây cũng là một tổn thất rất là lớn với tuyển Việt Nam, bởi vì Tuấn Hải cùng với Tiến Linh đang là hai cầu thủ duy nhất ghi bàn cho tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik sau những trận đấu vừa qua. Tuấn Hải không thể thi đấu, tuy nhiên thì Tuấn Linh, xin lỗi các bạn, là Tiến Linh nhiều khả năng vẫn có cơ hội để ra sân, ít nhất là có thể vào sân từ băng ghế dự bị. Bởi theo như quan sát thì tiền đạo của Cát Bích Bình Dương đã có thể tập luyện được những giáo án cơ bản với các đồng đội, và trong khoảng 2-3 ngày qua thì cầu thủ này cũng đã tập luyện không gặp vấn đề gì. Một trường hợp khác là Bùi Hoàng Việt Anh, cầu thủ mà không thi đấu ở trận đấu tập với câu lạc bộ Nam Định, thì theo quan sát của phóng viên, Việt Anh cũng đang cho thấy thể trạng khá là tốt, và cầu thủ này có đủ khả năng để ra sân ở trận đấu tối mai. Trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 12 tháng 10. Mặt sân Thiên Trường theo quan sát thì có thể nói là ở mức cơ bản, mức tiêu chuẩn. Một số địa chỗ thì nó cỏ thì có vẻ như nó vẫn hơi bị úa vào một tí, nhưng mà cơ bản thì mình nghĩ là điều kiện này cũng là rất phù hợp rồi. Mình nghĩ rằng với mặt sân Thiên Trường thì tốt hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta chứng kiến tại giải Tam Hùng diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tháng 9 vừa qua. Và hy vọng là ngày mai thi đấu ở một chảo lửa, một nơi cuồng nhiệt như là sân Thiên Trường của thành phố Nam Định, các cầu thủ của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chơi thể hiện với những gì tốt nhất và đem lại một chiến thắng dành tặng cho các cổ động viên tới sân theo dõi tại sân Thiên Trường cũng như là theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người tại sân Thiên Trường vào tối mai 12 tháng 10.